Và đây là 8 vận động viên sẽ thi đấu tại vòng loại thứ nhất nội dung 400m môn điền kinh. Với sự góp mặt của Trần Nhật Hoàng, vận động viên sẽ chạy ở làn chạy số 7. Những đối thủ của chúng ta: Điều An 2003, Umanjet chủ nhà Chantivea sinh năm Slan sinh năm 1999 của Malaysia, của Việt Nam Trương Bạc với 46 giây 68, của Thái Lan Laki Yuyamandu. Vòng loại thứ nhất của 400m nam môn điền kinh. Trần Nhật Hoàng cùng vận động viên của Singapore đang là hai người dẫn đầu. Sau khoảng một nửa quãng đường, tiếp theo là các vận động viên Ruslan của Malaysia và Yuyamandu của Thái Lan. Quãng thời gian bứt tốc. Trần Nhật Hoàng là người về thứ hai trong vòng loại thứ nhất này của nội dung 400m. Và đó là một kết quả đủ để Trần Nhật Hoàng của Việt Nam, người về đầu tiên là đại diện của Philippines, để góp mặt ở vòng chung kết. Đây là vòng loại thứ nhất và ít phút sau sẽ là vòng loại thứ hai. Trần Nhật Hoàng cộng với vận động viên của Singapore Zubin Percy Mucheji là những người đã xuất phát tốt và dẫn đầu trong một nửa quãng đường, cho tới khi Umayesi Wesley Lachika Williams bứt lên. Và đây là thành tích của các vận động viên. Trần Nhật Hoàng 47 giây 68, Abdul Wafali Ruslan là 47, vẫn còn cơ hội. Nếu được những kết quả thuận lợi ở lượt chạy thứ hai này, lượt chạy có sự góp mặt của Trần Đình Sơn đại diện Việt Nam và một đối thủ rất mạnh người Thái Lan là Joshua Robert Atkins. Hai trăm năm mươi sáu là một đại diện của Singapore. Là người chạy ở làn chạy số 7. Làn chạy số 5 là Trần Đình Sơn của Việt Nam. Vòng loại thứ hai của 400m nam. Và đây mới chỉ là non nửa quãng đường thôi. Bắt đầu tới giai đoạn các vận động viên bứt tốc. Với cục diện này thì sẽ hơi khó cho Trần Đình Sơn. Trần Đình Sơn đã không thể góp mặt trong top 3 rồi. Frederick Cabatu Ramirez của Philippines là người đã bước đi rất nhanh và giữ được một vị trí tốt trong xuyên suốt quãng đường. Sự khác biệt giữa ba vận động viên của lượt vòng loại vừa rồi là không đáng kể. Bởi top 3 ở mỗi lượt vòng loại là người sẽ có vé vào chung kết. Nhưng hai vận động viên còn lại có kết quả tốt nhất cũng sẽ góp mặt.
Việt Nam đã không có được kết quả thực sự tốt 47:43. Về thứ tư ở vòng loại vừa rồi,